À, kính thưa các bạn, hiện tại là mình đang có mặt tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay mình cùng với Phong và hai anh em sẽ đến thăm hoàn cảnh của gia đình nhà chị Hoa. Và trước đó thì mình và Châu và Phong cũng từng đăng nhiều clip rồi, thì cũng muốn giới thiệu qua các bạn một chút về cái câu chuyện về hoàn cảnh gia đình nhà chị Hoa. Thì chị Loan thì chị đang mang trong mình một căn bệnh nghi ngờ, đó là bệnh ung thư, nhưng mà chị phải chăm sóc thêm hai người thân, đó là cha của mình và anh trai của mình, đều sống một cuộc đời vật vã. Thì trước đấy thì mình cũng quay và cũng nhận được nhiều cái sự chia sẻ của các cô chú anh chị. Thì hôm nay mình sẽ cùng với Phong hai anh em cũng quay lại và trao cái số duyên, một số tiền mà các cô chú có gửi qua cái tài khoản của Phong. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình nhé. Chị Loan ơi, chị Loan ơi, chị Loan ơi, đang chị đang ấy giờ bà. Dạ chào chị. Dạ chào chị. Quá cảm ơn. Ông nhớ tụi con không? Con với anh Lê Nguyễn nè. Ngày hôm nay thì không có chị Tưởng, và bình thường thì ông cứ mà thấy mà ai mà đến thăm mà cho tiền ông thì ông khóc. Nhưng mà hôm nay thì tụi con tới thăm thôi, không có cho gì hết á. Qua thử ông có khỏe không ơi. Đừng khóc nha. Nghe nghe mà nói cho ai cho gì là khóc. Đặt để ông gầy chứ nhiều quá. Chị mới đi viện về hả? Mới đi khám về xong hả? Tôi dài nữa mới tới tháng. Vậy là chị vừa mới đi viện lấy thuốc cho ông về. Dạ, bữa nữa mới lấy thuốc. Bây giờ sức khỏe của chị như thế nào rồi ạ? Khỏe là giờ là chung mấy ngày nay. Mấy ngày nay không có để ý tới, mình nghĩ là sức khỏe mình cũng ổn rồi. Sau khi mình đi tắm, mình sờ vào thì mình thấy nó có chảy mũ ra vài bữa nữa lên tới khám. Vậy thì gần đây nhất là chị kiểm tra lại sức khỏe mình là thấy là ở cái phần mà bị vết thương á, thì nó đang chảy nước mũ ra. Và mình nghĩ là nó hết rồi, không có để ý tới. Sau tự nhiên mấy bữa thấy nó đau đau, mình đã thấy nó có ra vật dịch. Đợt này gặp chị gầy hơn trước nhiều quá. Gầy hả? Đâu ông anh chị đâu? Cho em với Phong vào thăm ông anh chị ấy. Ông anh cũng, dạ. Ông anh cũng gầy. Chị mới nằm quá. Rồi. Chị bị bệnh như vậy nhưng cũng phải chăm sóc cho hai người thân của mình, anh. Mới vừa vô dọn ảnh xong cái đường. Dạ anh. Đừ có lâu ảnh làm mệt quá. Phía trước các bạn đây là anh của chị Loan. Anh thì hiện giờ trong một lần bị tai nạn giao thông và cuộc sống thực vật. Đến hôm nay thì anh thì không nhận thức được gì nhiều như đứa trẻ mà vừa mới sinh ra vậy. Ngay cả việc là ăn uống cũng không có đơn giản như những cái đứa trẻ mà phải giả nhuyễn thức ăn. Và gần như là cứ vài ba giờ thì chị Loan phải đút một ít nước và thức ăn liên tục. Nhưng mà một ngày mà không chăm sóc thì có thể rất là khó khăn. Đờm nè, hút đờm và bơm thức ăn vào liên tục à. Wow. Chị đang làm gì vậy chị? Cái nước muối á. Khi mà mình đậy lại mình ấy nó cố cho nó có như nước á, nó làm nó thở, dễ thở. Bác sĩ nó chứ để cái tấm này khô vậy nó khó thở được. Cho nó ướt ướt cái nửa tiếng, một tiếng mình lại mình cho tí nước muối vô cái gạt cho dễ thở, cho nó khô quá nghẹt thở. Anh nhớ em không? Nhớ không? Có nhớ em không? Ừ. Sau cái lần thăm mà gần đây nhất là em với chị Tưởng á, thì ngày hôm nay thì em ghé thăm gia đình mình, có cái món quà nhỏ của các cô chú chuyển đến gia đình. Thì mọi người á, trước hết là mọi người mong mỏi chị vượt qua cái căn bệnh được nghi là ung thư vú để có sức khỏe để tiếp tục chăm sóc hai người thân của mình.
Thì đây là cái số tiền mà 19.950.000 đồng, gần 20 triệu đồng. Mọi người chuyển cho em nhờ em gửi cho chị. Chị có lời gì nhắn nhủ với mọi người không ạ? Chị cảm ơn. Trời ơi. Quên đi chứ. Quên. Mấy cô chú anh chị. Mà nãy trước khi vào nhà thì mình dự định á, là mình sẽ trao tiền cho chị Loan là ở bên trong này. Mà quên đúng không? Mấy cô chú anh chị ở nước ngoài, ba thấy quay cái clip ba thì nghĩ cho con tiền để con mua thuốc cho ba nghe, đừng khóc nữa ba. Mua thuốc rồi con chữa bệnh nha. Ba ơi, ba đừng khóc ba. Ba đừng khóc. Ba ơi, thôi đừng khóc nữa. Đó, ông xúc động. Thôi ba đừng khóc nữa. Bởi vì là Phong đến đợt này là thứ 2, thứ 3 rồi. Trước thì anh Châu đến một đợt nào cũng đến như vậy. Đừng khóc nha, đừng khóc đi. Chú chia sẻ. Lấy cô chú cho tiền nha ba. Thôi đừng khóc. Để con chữa bệnh cho ba với anh. Rồi con có tiền con mua thuốc con uống nha. Để con khỏe, con chăm ba với anh Vinh nha. Đừng khóc nữa nha ba. Thôi đừng khóc nữa. Biết rồi đừng khóc nữa. Nha, con khóc nha. Anh đâu có biết mà vui. Con không biết ạ? Đâu có biết được, giờ nghe nói bệnh là con khóc. Anh đánh đi đây. Khóc nha. Khóc rồi, cái não nó ngọt lên đó nha. Rất nhiều người sau khi xem các clip của em và anh Lê Nguyễn, mọi người nói rằng là với hoàn cảnh này có lẽ chị Loan sẽ là người đi trước. Và có khi nào chị chuẩn bị một cái tâm thế đó là mình sẽ là phải người tạm biệt cái cõi đời này trước so với ba hoặc là anh được không? Chị không suy nghĩ. Chị suy nghĩ nếu mà chị ở với ba chị với anh chị như vậy thì trời sẽ cho chị sức khỏe, chị sẽ khỏi bệnh. Chứ không, chị không nghĩ là chị sẽ đi. Em thấy ở nhà chị có một vài cái lời Đức Phật dạy được dán ở tường. Có lẽ chị cũng đã từng đi chùa rồi. Và những lần chị đi chùa thì chị cầu chị nhất và chị nhớ nhất những cái lần mà chị cầu mong Phật Pháp giúp đỡ cho gia đình. Cũng cầu mong Phật Pháp giúp đỡ cho gia đình. Có khi nào mà thấy anh mình cứ vật vờ ba mình như vậy mà bản thân chị mỗi lần vào hóa chất thì nó sẽ rất là mệt mỏi cơ thể, mà về phải hút đờm vệ sinh như vậy, có khi nào chị bực bội mà chị nói thôi buông quá không muốn nữa, chị muốn nhảy xuống cái cầu thang phía trước này không? Dạ không, chị không nghĩ vậy. Mà chị nghĩ đến nỗi mà bản thân chị nghĩ là chị cứ chăm sóc cho hai người từ cái ăn cái uống đều. Chị không nghĩ là chị bỏ bê gì hết trơn. Ngay cả bản thân chị bệnh, chị không nghĩ là chị bệnh như vậy nữa. Chị cứ chăm là chăm. Chị chăm tới chừng nào mà không biết. Chị chăm là chị ngã bệnh chết, chị cũng không biết sao nữa. Nhưng mà trong lương tâm chị thì chị nghĩ chị cứ chăm ba, cứ chăm anh và bệnh thì chị cứ đi chữa bệnh. Chứ chị không nghĩ là thôi giờ bỏ anh, bỏ ba, bỏ giờ ai lo. Chị có xem những cái vở kịch về Viện Dưỡng Lão hay là những cái vở kịch về Dạ Cỏ Hoài Lan chưa? Chị xem những vở kịch chưa? Thì em cũng kể sơ cho chị là có nhiều người họ chăm sóc ba cực quá thì họ đưa ba mình đến Viện Dưỡng Lão, để rồi những người đẻ ra mình đó, họ sống một cuộc sống neo đơn xa cung xa cháu. Có khi nào chị nghĩ rằng là sẽ gửi cha mình vào một cái trung tâm chăm sóc sức khỏe, gửi anh mình một cái trung tâm nào đó hoặc nhà mở, nhà nuôi những cái người mà bị nằm một chỗ như thế này không? Chị chưa nghĩ tới. Trong đầu chị là chỉ biết chăm sóc ba với anh hoài, cứ chăm. Bản thân chị giờ cũng bệnh đó mà chị vẫn suy nghĩ là chị chăm ba và chăm anh. Chết tiệt, không suy nghĩ gì hết. Không suy nghĩ là phải bỏ ba vào đâu. Nhưng mà có khi nào chị thấy rằng cái tình hình bệnh tật của như vậy thì chị nghĩ tình huống một ngày mình ngã xuống
thì lúc đó ba mình và anh mình sẽ ra sao? Nói chị không suy nghĩ nữa. Nhiều khi em chị nói trời ơi, bây giờ chị cứ làm lo hai người này hoài á, rồi chị ngã xuống thì chết. Và chị mới nói nếu bây giờ không lo thì ai lo? Đó, đâu có ai đâu mà lo. Có một cái điều mà em tò mò ấy. À, tức là từ cái ngày mà anh của chị bị bệnh à, mà trước kia thì anh cũng có vợ, nhưng mà sau này cái cuộc hôn nhân nó không hạnh phúc. Rồi sau đó thì ba của chị cũng bị bệnh theo. Mà trước đó thì gia đình nhà mình lại mới mất mẹ nữa. Thì rồi chị phải thu xếp hết, gác hết cái chuyện gia đình bên chồng, rồi chị về đây để chăm cho người thân của mình. Thì cái cuộc sống rồi gia đình bên phía chồng, rồi chồng chị có tâm tư như thế nào không? Có động viên hoặc có chia sẻ gì với mình không? Chồng cũng động viên là thôi bây giờ ba với anh bị vậy đó, rồi đâu có ai lo đâu, thôi bây giờ em cứ về em lo cho ba với anh đi. Có một cái điều nữa em tò mò, em không biết là chị có bao nhiêu người con? Chị có một đứa con gái đó. Con gái. Bé học lớp 11 đúng không ạ? Thì sách kìa. Vậy thì chồng chị ở bên kia thì anh làm gì? Anh làm công nhân. Anh làm công nhân. Công nhân công nhân. Vậy thì hai vợ chồng có tiền bạc mấy đúng không, dư giả gì? Nói chung chồng đi làm thì cũng phải cũng có đủ tiền để nuôi vợ nuôi con ăn cơm. Ông với anh á thì ở dưới phường á tháng là cho tiền người 700 mấy. Thì chị cũng mua thịt mua rau mua đồ chị nấu cho ăn ngày. Rồi sữa thì khi lâu lâu người ta lên để cho hai lần sữa. Em thấy một điều ấy là gần như thời gian của chị bây giờ chị dành cho hết cho một người anh và ba của mình, và con gái của chị thì đang học lớp 11 và trong cái giai đoạn nó đang phát triển hình thành nhân cách, và thậm chí là sắp tới là thi đại học nữa, thì chị có thời gian dành cho con mình không? Tội nó lắm em ơi, nó khóc hoài. Nó mới bảo mẹ ơi, giờ cái đầu con muốn điên rồi, tội, nói chung là hoàn cảnh tội lắm. Nó nói mẹ ơi, đầu con giờ muốn điên rồi. Ông ngoại mà la kiểu này con bị trầm cảm á, bữa chị sợ quá. Khóc quá trời, nó đi lên cái gác nó ngồi con mình. Con gái chị hả? Đi lên gác này đúng không ạ? Lên cái gác nó ngồi con mình. Chính là cái gác xếp mà nhỏ mà mọi người làm thêm trong cái căn hộ rồi. Ở gần 40 m2 của gia đình. Nó thấy ông la quá, giống như ông bị thần kinh đó. Ông la sáng đêm mà sao mà ngủ được. Nó gã con mệt quá mẹ ơi. Đâu con mệt quá. Mình tội, ai cũng khuyên trời ơi sao đi lên đây nuôi rồi mang nó theo làm chi. Mà giờ phải mang nó theo. Mang nó theo để cơm nước, đi học về để cho nó ăn. Là con bé nó khó lắm. Con bé nó biến ăn nữa. Nó không giúp được gì cho mẹ nó chứ á. Phải lo nữa. Thì em thì cũng mới hình như có mới đến thăm chị và ông được 2-3 đợt. Thì em có gặp bé được một đợt duy nhất à. Thì con bé cũng lớn rồi à. Mà có vẻ trầm tính đúng không? Đúng rồi. Nó thấy mà vô quay vậy là nó trốn hết á. Hình như đang trong nhà đúng không? Nó đang đi học á. À đang đi học. 5 giờ 15 nó mới về Mà nó nghe em, thấy em mà lên nó trốn hết á. Sao kỳ quá. Tụi mới ăn mà tụi mới lớn mà nó tâm lý tâm sinh nó trốn hết á. Nó nói mẹ ơi đừng có quay con lên sợ lắm. Thì các chú có quay đâu, các anh có quay đâu, chạy trốn trơn à. Nó vẽ đẹp thế nào à, đâu em xem rồi chứ. Nó vẽ đẹp lắm, nó không ăn được, nó vẽ đó à. Mấy cái này là cô bé vẽ hả? Bé vẽ đó, nó màu nó wow, vẽ đó, khéo tay thật. Nó vẽ đó, em lại cứ tưởng là tranh mua ngoài chợ đấy. Vẽ tay á, tự cái đầu suy nghĩ ra đó. Wow, đẹp không không nè. Trời vẽ đó. Ừ, tội lắm mà không ăn được. Mà chị ơi, bé nó bây giờ đã nhiều bạn như vậy mà nhà có hai người bệnh. Kính thưa các bạn, thì mình có Phong đến đây thì mới biết được rằng trong căn nhà của chị mà thì vì có hai người bệnh nên lúc nào cũng có một cái mùi thuốc và cái mùi mà khai khai đúng không? Thì bạn bè của cô có hay đến đây không? Con gái có hay đến đây chơi gì không? Nó suốt ngày nó tội nó lắm, nó nhà nó vậy á, đi học. Đó vậy mà nó không có đi chơi đâu chứ. Tay không á, nó chỉ cần nó không nhìn đâu hết trơn á. Chứ bé hôm nay không có nhà chứ không phải tặng cho hai anh em mỗi người vài tấm để về nhà. Em có con nhỏ nó thích tranh lắm. Vậy đó. Mà chị ơi,
chồng chị biết tình hình bệnh, nói nhỏ sợ ông biết, biết tình hình bệnh của chị chưa? Cũng biết rồi. Dạ. Nói chung là giờ chị bác sĩ thì cũng nói cũng chưa có thấy ung thư, mà không biết làm sao mà cái lúc cái chị nó cứ bị là bây giờ chị qua bên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch á, mà bác sĩ hỏi bác sĩ em có ung thư không mà sao bên bố chuyển vào đây, cái bác sĩ nói là thì bây giờ em chữa bệnh rồi mới cứ chữa đi, em cứ uống thuốc theo đúng của bác sĩ đi, rồi tháng này bác sĩ sẽ thử máu lại coi là có tế bào ung thư không. Chính xác là ngày bao nhiêu thì dạ. Chị đã làm xét nghiệm, xét nghiệm rồi nhưng mà bây giờ chưa có kết quả, đợi kết quả không, kết quả có rồi mà bây giờ nói là chị lao tuyến vú bên phòng học thật. Dạ. Rồi giờ bữa mà tới đi tái khám lại làm xét nghiệm lại. Ngày em quay chị, quay hoàn cảnh của chị lúc đấy chị đã vẫn còn khỏe, chưa phát hiện ra bệnh nhỉ? Không, em không thể ngờ được rằng bao nhiêu biến cố lại ập đến gia đình nhà chị liền một lúc như thế. Mới có mấy tháng nhiêu, từ trước Tết đến giờ nhiêu. Thì hôm vừa rồi em bận trước cái ngày trước Tết thì Phong và chị Tưởng cũng đến thăm chị. Thì lúc đấy em về Bắc rồi. Thì em xem clip mới biết là cái gì mà chị phát hiện nghi ngờ bị ung thư, em giật mình luôn. Bữa nay thì theo dõi cũng 9-10 tháng mà bác sĩ ở trên bệnh viện mới nói bây giờ chuyển qua bên Phạm Ngọc Thạch đó, bây giờ hy vọng tới cuối cùng đó, bác sĩ giúp đỡ cho đi qua bên Phạm Ngọc Thạch ở đang chữa rồi chị. Em cũng mong rằng cái tình hình điều trị của chị nó khả quan để chị còn lo cho ông và anh. Ông thì em nghĩ rằng cũng không được lâu nữa vì ông lớn tuổi lắm rồi, còn nhưng còn anh của chị nữa. Mà đợt này em đến là thấy anh và chị có vẻ như yếu hơn trước á. Đợt trước đến tay và cái chân còn ấy nhỉ? Nhiều khi chị cũng buồn, cái đau lúc chị cũng tức lắm, nói tại sao mà chị sống với cha với anh như vậy mà sao? Tự nhiên chờ cho chị bệnh vậy chị cũng biết là sao. Mà sau khi xét nghiệm cái cuối cùng bác sĩ hy vọng là chị đi qua bên Phạm Ngọc Thạch đi, bác sĩ cảm chịu cho dạ. Hy vọng chị để làm cái xét nghiệm lại, năm bữa nữa chị uống thuốc á là dạ. Phải thử lại coi. Mà bây giờ nhà chị bây giờ ngoài ba chị anh chị ra, giờ cả chị bệnh như vậy thì trung bình mỗi một tháng thì mất cái tiền viện phí cụ thể hoặc cái tiền thuốc thang cụ thể, tất cả các thứ khoảng bao nhiêu chị? Tháng chị gói mất là chị gói giá, một tháng chị cũng gói mất mấy triệu. Kính thưa các bạn mọi người có thể nhìn thấy là trong căn nhà của chị mình thấy chỗ nào cũng là tã, là bể, là khăn đồ các loại. Mấy hôm trước thì có một cô chú nào anh quên mất tên này mà gửi qua Phong một bịch thuốc mà anh chở qua đây, đúng không? Cũng toàn tan bỉm mấy này, khăn mấy này, vâng, ống hút không? Trước đây mấy ngày có một bé nào nó lên đây à. Nó xin cô vô chụp quay với diễn biến á. Cái cô mới nói vậy nè, con xin lỗi con nha, con lên giúp đỡ thì cô cũng cảm ơn, không biết suy nghĩ con cái gì đâu. Nhưng mà chị tưởng á, chỉ có dặn cô á là đừng cho người ta quay phim chụp ảnh gì. Ý chị tưởng như thế này nè, là chị ngại á, chị ngại là người ta sẽ nói chị lo là đang muốn có nhiều tiền cho nên kêu nhiều người tới. Không phải, tụi em hiểu mà. Cho nên là ví dụ ai cứ muốn mà hỗ trợ cho nên mình cứ ghi hình thì chị cứ sao đâu. Chị cứ cho người ta ghi hình, không. Người ta thoải mái. Nhưng mà tránh cái trường hợp mà người ta nhắn tin, người ta lừa đảo, người ta bảo là chị đổi tiền này kia. Không, chị không mày còn đó. Lên nói không sao đâu chị, em không phải cái dạng người. Không, chị không có nói mà tự gì. Chị tưởng mấy em không bụi sợ, cái nói không. Em á, tự vì em thấy nhà chị tội quá, tự nhiên chị như vậy mà chị nuôi hai người. Em thì cũng không có làm gì nhiều, em cũng đi làm ô xin người ta. Nên em lên gửi cho chị thùng mì với dầu với 500 ngàn.
Đó. À đây đây, phòng mình của cô đây đây. Vâng. Xin cho em vô quay. Cái mình mới nói trước vậy nó không, cái này là em quay em chụp là giống như em cho bà chị em bà biết gì thôi. Thấy là như vậy. Đúng chứ. Rồi, bởi vì trước chứ nó có một vậy. Cái chị ở bên Anh hay không? Nhưng hóa ra là cùng hàng xóm của chị đây. Thì hôm em quay lên thì chị nhận ra. Thì mới biết là hàng xóm của chị đấy chứ. Sau đó chị cũng giới thiệu em một cái số hoàn cảnh khác. Thì em nghĩ là cái cô chú anh chị mọi người xem hoặc nghe được cái câu chuyện của chị, hoặc là mọi người có thể là trong xóm người ta giới thiệu ấy, thì người ta đến người ta quay thì cũng chị cũng chia sẻ câu chuyện, để cho cái câu chuyện người ta cũng mong muốn là người ta truyền tải được cái clip, một cái hoàn cảnh của chị đấy, để cho đến các bà con Mạnh Thường Quân mọi người có tấm lòng chia sẻ chung tay với chị thôi. Chứ chị đâu có biết kêu gì, là từ lúc mà chị nói nhắn Châu đó bây giờ chị đâu có biết kêu. Nghe về việc mà các clip mà tụi mình quay là chị Lo chưa xem lần nào. Đúng rồi, nhưng mà bây giờ chị có là bây giờ em Châu em về Đà Nẵng rồi. Chị có cái điều gì muốn gửi gắm với Châu không? Châu cũng đang bệnh nữa. Châu đang bệnh. À, Châu đang bệnh hả? Dạ. Rồi, cảm ơn Châu nha. Châu cũng tốt lắm. Lúc mà chị vừa gọi là Châu xuống cơ quan. Đúng rồi. Dễ thương. Dạ. Châu đang bệnh là không có làm nữa hả? À, đợt này em về quê bệnh như này, đang có kế hoạch ở Đà Nẵng này, chuẩn bị cưới vợ nữa. Dạ. Dạ. Cảm ơn hả? Châu nha. Châu cũng dễ thương lắm, tốt bụng lắm. Dạ, Châu bạn dễ thương mà. À, thôi thì chị cố gắng nha, em với Phong và chị Tưởng và các cô chú anh chị cũng thỉnh thoảng ghé qua thăm. Thì chị cũng cố gắng vượt qua được cái giai đoạn bệnh tật nha. Phong nha, tốt bụng ghê. Vâng.